Chị làm gì chị yêu? Làm gia lần nào chưa? Đi 5 người á. Đi 5 người luôn? Chị giới thiệu á. Wow. Thế chị làm gì bên em rồi? Làm 2-3 lần rồi, làm gia. À, làm gia 2-3 lần rồi, đẹp rồi. Nên là hôm nay dẫn 5 người luôn. 5 người luôn. Đây, 5 chị em đây đúng không? Rồi, có da đồ làm hết. Dạ, da hay môi gì làm hết đúng không? Trời ơi, cảm ơn các chị nhiều nha. Thế hôm nay chị thấy khách của Mai Sai như nào? Đông quá. Đông quá là nhờ vào các chị đó. Còn hai đứa nữa mà nó ngồi xe đó. Đó. Đó, là nhờ một khách làm đẹp xong kéo lên 5 khách tới. Là khách nào cũng như vậy á. Quan trọng nhất vẫn phải đẹp, mà đẹp và phải vật đẹp. Đẹp để các chị trẻ này, các chị xinh này, các chị vui này, rồi các chị kéo khách em, đúng không? Nên yên tâm nhá. Rồi, đợi tí nha. Chị ơi, hôm nay tối Mai Sa là một gia và công việc cao đúng không? Rồi. Hôm nay chị mới Mai Sa với ai? Tập thể 5 người. 5 người lên làm đẹp tại Mai Sa đúng không? Đúng rồi. Chị thấy lượng khách hàng của Mai Sa 7:30 sáng, chị thấy lượng khách Mai Sa như nào? Như trẻ hồi. Như trẻ hồi đúng. Chị yêu làm sao chị đi tới Mai Sa? Mẹ chị có đi rồi, và kết quả rất là thành công, da rất là đẹp, ok. Số thứ tự của chị là 1189 đúng không? Đúng rồi em. Dạ, cái số thứ tự này là gần tới lượt rồi đó, đợi xíu nữa đó. Cái cô kia đi ra cái nữa là chị vô luôn đó ha. Ok. Dạ, cho nên không cần phải đợi lâu đâu, yên tâm nha. Tất nhiên mình rất là nồng nhiệt, được cô chủ ưu ái nữa. Cảm ơn chị yêu nhiều vì đã ủng hộ Mai Sa nha. Trời, hôm nay đi 5 chị em tận dụng tàu lên. Khách đông thì đông nhưng mà vẫn nhanh đúng không? Đúng rồi. Rồi, đợi tí nữa nha, một xíu nữa thôi. Các bạn tư vấn xong cô kia là chị vô luôn á. Chị okay. Là một cái xong cô là chị vô luôn rồi đó. Nha. Đúng rồi, rồi. Rồi, cảm ơn chị. Hôm nay chị làm gì ạ? Mua mì phẩm. Mua mì phẩm hả? Có làm gì không chị? Làm rồi. Làm rồi, hôm nay chị lên mua mì phẩm rồi. Rồi. Mà mua nguyên một cái biệt thự này luôn á hả? Đúng rồi. Dạ. Chị ra xa mì phẩm bên em được lâu chưa? Lâu rồi. À, xài được một gần năm, chị thấy nó có hiệu quả hay là nó có tuyệt vời gì không? Đó, có hiệu quả mới mua nữa. Đúng rồi, phải hiệu quả chị mới theo hơn năm nay chứ đúng không? Đúng. Dạ, đây, quá trời sản phẩm luôn. Đó, rồi em cảm ơn chị rất nhiều nha. Chị lấy khách của Mai Sa năm nào? Đúng đúng không? Đúng, nhưng mà nhân viên cũng đông, nhân viên xong rồi chị nhé. Dạ. Thì là làm công nghệ cao để bỏ hết cho mày cũ. Thì mình làm lại cho mày mới cho nó trẻ, cho nó tự nhiên nhé. Cô hôm nay cô làm gì hả cô? Cô cũng làm chân mày luôn. Trời ơi, hôm nay rất nhiều khách hàng làm chân mày ha. Rồi, chân mày của cô chưa bao giờ làm qua thì đơn giản nhé. Làm chứ là đẹp ngay. Nám của chị là ngày xưa sử dụng đồ cha tẩy da dữ lắm đúng không? Nên thấy da rất là yếu luôn á. Hôm nay tới Mai Sa thì không lo nhá. Bên em sẽ phục hồi lại cho nó trẻ lên, đẹp lên, căng lên, trắng lên ha. Cô, 5 chị em đi chung luôn hả? Dạ, yeah. Thôi mà đợi tí, chịu khó giúp em hôm nay khách đông. Nhưng mà nhân viên cũng đông lắm, không có lo nha. Không phải giá thấp mà chất lượng không ok đâu. Giá thấp mà chất lượng ok là khách mới đông được như thế này. Rồi nên yên tâm nhá. Rồi, 5 chị đợi tí nhá. Với Mai Sa thì không kể thứ bảy hay chủ nhật, đầu tuần hay là giữa tuần nha. Được cái hàng của Mai Sa lúc nào cũng đông như trời ơi. Điều đó là chứng minh cho chất lượng dịch vụ và sản phẩm của Mai Sa đúng không ạ? Trong nghe cũng bằng mắt thấy nha cả nhà.